À, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại tiếp tục nói về cái vấn đề cái bàn ăn thông minh gấp gọn. Hiện tại thì em về chuyên về sản xuất cái dòng này để xuất khẩu. Thì vừa rồi á, nhiều anh chị cũng có hỏi là cái bộ phun gỗ màu tự nhiên rồi em xịt lên các màu. Thì như phía sau lưng anh chị cũng thấy có phiên bản loại 4 ghế, 6 ghế, loại hình tròn có hot. Và cái này là em trực tiếp sản xuất và xuất khẩu. Thì em nói như thế này để cho nhiều anh chị có một cái góc nhìn nào đó có nên mua dòng bàn ăn thông minh hay không. Và cái ở trên thị trường bây giờ nó rất là nhiều loại và giá cả nó trên là mình không có biết được là cái chi phí nó sao, lúc cao lúc thấp. Thì nói thẳng luôn, những anh chị mà xem đây này là cái dòng của em là gỗ tự nhiên thì cái giá nó sẽ cao hơn cái bên ngoài thị trường người ta làm trong nội địa, những cái dòng gỗ em đã ép hoặc là những cái loại gỗ mà cũng gỗ tòng bì hay là gỗ gì ở ngoài phía Bắc ấy, nhiều loại nhiều dòng. Và em phân tích cho mình rõ hơn ha. Đây là cái màu nguyên thủy của cái phòng cái bộ gỗ 6 ghế này, thì như anh chị thấy nè. Rồi em sẽ review nói sâu hơn về cái dòng sản phẩm của bên em để anh chị mình á khi mua hàng có một cái góc nhìn tổng quan nhất nha. Rồi thì bây giờ em quay cái vòng tròn cái bàn thiết kế của mình, là cái bàn này là nó là 6 ghế nha anh chị ha, bỏ trong hộp bàn á, thiết kế cái gắn bánh xe. Thì có nên mua hay không, dòng nào, và cái thị trường bán trên mạng tràn lan hết như Shopee hay là Facebook, thì bán qua một cái bức hình thì em không có thích đâu, tại nó không có đúng về chất lượng. Em thì làm marketing cũng không có tốt lắm, thì em chỉ quay review cho anh chị mình xem nó tổng thể được cái sản phẩm của em làm như thế nào. Rồi cái đây là bộ phun vân gỗ 6 ghế ở trong học bàn ha, em cứ đỡ hình chữ nhật đi, đỡ giấy sao thấy trong video. Rồi thì như thế này nè, em đỡ bình thường đấy, không đỡ cái mé nào hình dài á, không cảm tại cái diện tích của em nó cũng vừa đủ thôi. Rồi đây, khi mà gấp gọn hai cánh ấy thì nó có cái chiều rộng là đây nè, chiều rộng đây là 50 phân, và khi bung hai cánh ra nó là 1m4. Rồi thì nhiều anh chị cũng hỏi sao không đỡ giá hoặc làm sao để liên hệ, thì anh chị có thể là nhìn ở mé bên tay phải này nè, em cái chèn số hotline và Zalo của em, và ở dưới cái thông tin hiển thị mô tả ở dưới cái đường link ấy, thì anh chị vào xem cái trang website của em luôn. Em cũng có đỡ cái thông tin website cho mình xem sản phẩm và giá cả, chứ giờ nói trên này giá cả nhiều loại quá em không có biết. Và mình cũng nên có cái tổng quan nhìn trước sản phẩm và giá và chất liệu như thế nào ha. Rồi khi bung như thế này là hai cánh nó ra được 1m4 nè anh chị ha. Rồi cái này gọi là cái bàn ăn thông minh phun vân gỗ của bên em ha. Thì trên thị trường nó cũng rất nhiều loại, và em đang review cho anh chị xem cái loại 6 ghế vào trong hộp bàn. Mở ghế ra em, mở cái hộp bàn giới thiệu đấy, 6 ghế bỏ trong này. Khi đóng gói là em sẽ giao đủ kiện, đóng thùng bài bản, tại hàng xuất khẩu nên anh chị mình yên tâm vào chất lượng sản phẩm. Rồi đã vô lại để anh nói trước cái thông quan về cái kích thước và cái chất liệu nó đã. Rồi hiện tại đây nè, khi mở hai cánh phải là dài 1m4 là tối thiểu nha anh chị. Tại sao em không làm dài 1m5 hay là 1m6, tại thực sự là 1m5, 1m6 cũng vậy à. Cái độ vuông, cái chiều rộng của nó có cố định rồi, không thể nào rộng hơn nữa thì không có dành tiết kiệm cho nhà diện tích. Thì 1m4 này ngồi 6 ghế là vô tư, chứ là 1m2 á, là hai cái cánh gặp lại là nó cục ngúng à. Tại bỏ ở giữa 6 ghế em thiết kế để cho 6 ghế cho nó phù hợp, và cái cánh phải như thế này, và cái bàn á, 1m4 này nó rất là đầm và đẹp. Rồi cái thứ hai nữa là tại sao giá của em lúc nào anh chị cũng hỏi mắc hoặc là thấp, hoặc là nói chung là bây giờ là trên thị trường rất bán thông qua một cái hình ảnh ấy, rồi mình nhìn mình so giá vậy nó không đúng. Thì em sẽ làm như thế này để anh chị mình tổng quan hơn. Cái dòng này là dòng gỗ thịt, là gồm gỗ cao su. Thì dòng này em đang xuất khẩu, gỗ thịt nó rất là tốt, sử dụng là nó không có thể bị nào mà dỡ thấm nước hoặc là như các loại gỗ MDF thông thường. Cái này khung bàn đồ hay tất cả mọi thứ em phải làm gia công bằng mỏng. Mỏng đây có nghĩa là liên kết với nhau bằng mỏng gỗ ấy, là liên kết rất là cứng, chứ không phải là lấy cái vít rồi bánh như ba dòng gỗ MDF. MDF thì anh chị thấy là đây nè, MDF là như đây, đây là gọi MDF. MDF đây là nó có vân đẹp tại nó dán veneer ha. Rồi liên kết với nhau nó sẽ bằng cái đây nè, bánh như thế này nè. Rồi nó bánh như mình vít như vậy một thời gian á, là anh chị sử dụng á, nó sẽ xuống, nó xuống cấp rồi này là nó thấm. Rồi cái đường nẹp, đây là cái đường nẹp của MDF này ấy, anh chị thấy không, em sẽ nghe nó đi, mình sử dụng tí là nó sẽ bị dỡ thấm nước, nên tốt nhất mình nên xài gỗ thịt tự nhiên này. Thứ hai nữa là dòng này á, là mình bán vít hay làm các gì mọi thứ nó rất là khít, không sợ nó bị tuột đâu, chứ còn MDF là nó tuột cái vít ra ha.
nhiều anh chị hỏi cái chân rồi cái bàn rồi cái bán lờ nó có chắc chắn hay không á, thì sẽ rất chắc, hàng xuất khẩu mà không chắc nữa làm sao mà bán qua Nhật được. Thứ hai là ở bên Nhật này nè, anh chị thấy không, đây là cái góc ba tròn của tụi em, và cái độ khít làm này rất là chuẩn đấy, như anh chị mình thấy đấy. Và nó không phải bằng một miếng vuông gì đâu, nó phải bo tròn mài cạnh làm rất là kỳ công, nên tại sao giá cả nó lại khác. Rồi cái bo cạnh đây là sao? Dạ cái máy móc này đầu tư phải có cái hệ thống máy móc dây chuyền và sản xuất số lượng rất là nhiều thì tụi em mới làm, nên là nhiều khách cứ hỏi muốn màu này màu kia, thực sự là em cũng không có làm một bộ hai bộ lắc nhắc, tại làm cả một dây chuyền ấy thì là một lô vậy là đi khoảng 1 công 2 công. Rồi những cái bộ sau lưng bạn này á là đó, màu trắng rồi màu nâu, đó là những mặt hàng em đã có, và có thêm mặt bàn giả đá nữa. Thì đây là gỗ tự nhiên, em chưa review thì em review cho anh chị thôi. Rồi mình thứ nhất là mình phải quan tâm tới về chất lượng, rồi tới thời gian sử dụng, rồi tới cái vấn đề về giá cả. Thì giá làm sao thì tiền chất lượng nó cỡ đó thôi. Độ gia công nó tiền Mỹ nè, đây nè. Thị trường nội địa thì làm đa số cũng một cái tấm gỗ đó, nhưng mà làm một bộ hai bộ nó không có mướt đâu. Đây, nhìn chị mình thấy nè, cái độ khép mí nè, nhìn bo cạnh, độ giáp với nhau là nó phải như thế này mới gọi là đẹp. Rồi, tay nắm phải là âm nha, mình phải làm âm. Chứ làm lò gì gắn như cái cục này nè, là cái tay cầm á, thời gian mình xoay, mình đẩy tới đẩy lui là nó tay nó rớt ra, nó không hay. Rồi, về đó là thông số về chất lượng xuất khẩu và giá cả thì em cũng có... Không thể nào mình nhìn tấm hình mà mình mua trên đó rồi mình phán là giá sao em cao quá vậy. Thực sự em đang bán từ nhà máy đến người tiêu dùng rồi, em không có phân phối cho người ta. Nên tại sao nhiều người họ có nhìn cái hình rồi kêu sao em bán cao hơn người ta vậy. Cái này em nhà máy em xuất khẩu, em ví dụ như em làm 100 lô, 100 bộ, 200 bộ thì em xuất ra vài bộ em bán ở trong nội địa. Thì thùng hàng đóng gói như này phải có nhãn mác thương hiệu của bên em luôn. Rồi thì do đó là cái em chia sẻ cho mọi người ha. Thì có nên lựa chọn cái dòng bàn ăn thông minh hay không á, và nên dùng dòng nào thì em nghĩ nên khuyên nên dùng dòng gỗ tự nhiên này, xài 10 đến 15 năm lận. Rồi cái này em sẽ test cho anh chị là cái ghế trèo leo lên, rồi cái này trèo leo lên mặt bàn luôn. Bạn này là nặng gần 80kg nha, cho bạn trèo lên luôn để cho mình nhìn thấy được hết cái sản phẩm của bên em, để mình có một cái góc nhìn là tại sao giá ông này thấp, tại sao giá ông kia cao, rồi nhìn qua một cái bức hình thì nó không đúng. Và nếu mà mình mua một cái mặt hàng nào đó, mình cũng kêu anh chị khác ấy gửi xem review đi, tại nhiều khi bán hàng ở xa, bây giờ là hình thức mua hàng từ nhà máy đến người tiêu dùng qua online thì bắt buộc em phải review thôi. Nhiều người họ không review và nghe nói bảo hành cái này rồi khen ghê quá trời, nói tư vấn ghê lắm, nhưng cuối cùng sản phẩm nó không tới đâu. Thì đây, em phải review thực tế cho anh chị xem thôi, chứ giờ không có thể nào mà bán qua một bức hình được hết. Rồi, bây giờ em sẽ cho mở ra hết tất cả các sản phẩm bàn ghế rồi cho bạn ấy trèo leo lên ha. Rồi, nhiều anh chị cũng có nhìn sơ qua về cái độ chắc chắn của cái bàn và cái ghế. Thật sự là cái ghế và cái bàn của em sẽ làm á, là chiều dày của gỗ sẽ là 2 phân đạt tiêu chuẩn ha. Rồi mình nhiều người họ sợ cái cánh bàn, cái chân ở giữa bật cái này nè, nó yếu, rồi em xíu cho bạn trèo leo lên. Rồi thứ hai là cái ghế, sợ ngồi ghế nó hơi em bé. Ở thị trường nha, nó có làm cái ghế, và em test qua thì cái ghế nó nhìn là khá là yếu ớt và dở ghế lắm. Nói chung em làm cái này hàng xuất khẩu thì bắt buộc nó phải chắc chắn cho khách hàng, nên tại sao cái chi phí sản xuất và cái chi phí gia công ấy nó cao. Rồi nhiều anh chị nói sao giá cao giá thấp, thì mình cũng có một cái góc nhìn là tại sao cũng một mặt hàng mặt hình này mà giá nó lại cao giá lại thấp, thì nó liên quan rất nhiều yếu tố em đang review cho anh chị xem đây. Rồi và cái ghế phải có chốt khóa an toàn ha. Rồi em lại quay cho anh xem cái ghế chốt khóa an toàn đây, đái cái chốt khóa an toàn đây anh chị ha. Đấy, cái chốt khóa an toàn này mở ra mở vào, tránh trường hợp đó là ngồi nó tự động ngán. Thì nhà mà có em bé em nít á thì tốt nhất nên xài những dòng ghế mà có cái chốt khóa này để cho nó khỏi nghịch, nó nghịch ghê lắm. Rồi thứ hai nữa là cái lưng này, cái tựa lưng ngay ở chỗ đây anh chị mình thấy không. Chỗ này em có làm 3 cong ha, chứ không phải thẳng đâu. Mình nó có gì mình ngồi cho nó cái ôm lưng của mình đó, nó êm hơn. Rồi em trèo lên luôn đi, em sẽ test ghế cho anh chị xem. Thôi em ngồi trước rồi trèo, em ngồi trước rồi trèo. Rồi, bạn này cao 1m8 và cái ghế ngồi và như thế này là ok anh chị ha. Ngồi thoải mái không? Còn ok, tại thực sự để mà nói thoải mái hay không, nó là thực sự nó không thoải mái bằng cái ghế truyền thống của mình ha. Nó là dòng tiết kiệm diện tích mà, thì nó cũng có ưu và nhược điểm thôi. Cái này là ngồi ok. Rồi, em trèo luôn luôn, em test luôn cái ghế cho anh xem ha.
Rồi cái ghế của mình đây nè, bạn này là như con trâu. Rồi thì trường hợp á là ghế mà em test rồi cỡ 130 chục ký, mình ngồi làm đâu mà gãy, trừ trường hợp mình trèo lên mình phá, mình dậm cố tình nó mới gãy, ghế nào chả hư. Rồi cái bàn này á là em sẽ cho bạn trèo lên luôn và thử độ chất lượng của anh chị. Rồi em trèo lên luôn đi, trèo lên bàn để đó coi thử cái chân á, cái chân cánh bàn của mình nó có ổn hay không. Em đi ra luôn đi coi chứ nó trọt chân té ngay chưa. Rồi thì mình em test cho anh chị thôi chứ ai đi trèo leo lên cái bàn làm cái gì. Em ra luôn đi, em ra luôn đi, em ra tí nữa cho coi nó té. Rồi cái chân nó không có tốt nhất thị trường, họ làm hai cái chân gạt của cái này ra không nên, tại ngồi ăn đã như thế này rồi mà còn làm hai cái chân vậy nó chặt, và cái chân ngồi ăn bón đâu. Thì làm tại sao kích thước nó vừa đủ như vậy thì em cũng có nói rồi đấy. Rồi đây ha, thì kích thước này nó dài 1m4, bỏ 6 ghế trong học bàn và ngồi là vô tư, chất liệu là gỗ tự nhiên. Thì dòng xuất khẩu của tụi em làm lúc nào nó cũng khá chắc chắn và cái độ gia công nó cũng hơi tỉ mỉ, tại nếu đã làm sai một lô á nó sẽ lỗi cả lô, tại làm bằng máy chứ không phải làm bằng tay bằng nhiều. Máy móc làm trên hệ thống di chuyển. Thì ít bữa nào á em sẽ làm một cái video review về cái nhà máy em sản xuất cái dòng này cho anh chị xem. Thật sự là đấy, như bạn là cái cụ chỏ này, em đã nói cái cạnh bo cạnh ấy, bo cạnh đây là nó khá là quan trọng, bên Nhật nó yêu cầu phải làm thôi. Đấy, nó bo đấy. Chứ không phải là một miếng đem về một cái phôi gỗ rồi làm hình chữ nhật như miếng cái ghế này là không ổn, cái này phải bo cạnh bàn cho nó an toàn. Rồi đưa cạnh khép mí đấy. Rồi, thì bây giờ em tóm lại ha. Cái dòng này tại sao tụi em nó lại có giá thành và chi phí nó khác ở trên thị trường, nên tốt nhất ấy, cái này là em đang làm sản xuất từ nhà máy và bán ra người tiêu dùng luôn, mình sẽ được thừa hưởng và hưởng lợi những cái chất lượng của nó và giá cả nó cũng ok. Chứ nhiều anh chị cũng có hỏi sao giá em cao quá. Dạ giá em cao, nếu mà giá em cao chắc để em nghiên cứu sau này em làm rẻ rẻ nó giống giống tiếng được. Thì cái dòng này sẽ phù hợp cho những dòng gia đình, chứ còn cho thuê hay gì đó thì tốt nhất là không đủ tiền để mà mua những dòng này, thì mình nên lựa những cái dòng loại MDF, xài 5-2 năm á xài xong hư quen, chứ còn này thì nó ok. Còn trường hợp về vấn đề mình xem ở vấn đề bảo hành ấy, thì thực sự là những cái dòng này nè, ở xa bảo hành sao, nhiều anh chị hỏi em ở xa bảo hành sao, thì đơn giản thôi mà, hàng của em trực tiếp sản xuất và tất cả là em chủ động trong cái phần đó. Bảo hành, bảo hành sẽ là bảo hành 2 năm. Bảo hành những vấn đề như sau, thường thường là những cái lỗi nào em sẽ biết, ví dụ như là đang ngồi cái ghế gãy thì đương nhiên em phải đổi cho anh chị lại ghế mới thôi, chứ có gì đâu, chi phí em chịu hết, nhưng mà giờ gì mà nó gãy được. Thứ hai nữa là cái chân mà gạt cái cánh bàn ra nó bị gãy hoặc là bản lề hay gì đó, tất cả mọi thứ em đã tối ưu rồi thì em sẽ đổi trả cho anh chị thôi, nếu trường hợp mà nó bị hư thì em đổi bộ mới. Và cái khoảng thời gian đi bảo hành vận chuyển chờ ra ở xa cho anh chị thì nó tốn tí. Tốn ở đây là gì? Tốn với thời gian thôi, chứ thực sự nếu để bảo hành thì em phải chịu mọi chi phí chứ. Mà cái dòng này đâu mà dở gì mà hư dữ như vậy được. Nó đồ gỗ mà, trừ trường hợp anh chị sử dụng ấy, nếu mà bảo hành test qua gửi em những cái lỗi là thường thường em biết lỗi nào của khách và lỗi nào của bên em à. Tại em sản xuất em biết được là à, cái này tại sao nó bị dài, bị kia là nếu lỗi em tự động em hoàn trả luôn. Chứ giờ sản xuất số lượng kinh khủng như thế này rồi mà làm để mà bị lỗi để giao cho anh chị như thế này nó không đúng. Rồi ha. Rồi có gì anh chị mình cứ liên hệ em hoặc đặt hàng ở cái chỗ mấy bên tay phải này, em có đỡ hotline và Zalo, và dưới thông tin mô tả em có đỡ thêm cái đường link ở trên website để mọi người xem qua cái sản phẩm. Rồi em xin chào mọi người ha.